Thủ thuật này trên Blender chúng ta sẽ tạo một cái vòng lặp. Đây chúng ta có một cái có xe gió. Cách làm cái có xe gió đó thì các bạn có thể tham khảo thêm cái clip mà chúng ta dựng cái có xe gió này. Ở đây chúng ta sẽ có thể là cho nó xoay xoay tròn và nó sẽ xoay cho suốt cái tiến trình luôn trong cái timeline này luôn. Tôi trả về. Đây chúng ta có số 0. Trả về ha. Và chúng ta apply nó để chúng ta cho nó về số 0 không ở cái rotation này. Ấn đây, chúng ta apply rotation. Rồi. Như vậy thì với cái vòng xoay này, ví dụ tôi chọn đây, vòng xoay này, như vậy là xoay theo trục y ha. Xoay theo trục y, chúng ta sẽ bấm đây và chúng ta sẽ thêm trong một cái trục y của cái timeline này. Chúng ta bấm đây, chúng ta bấm insert keyframe. Như vậy chúng ta đã insert được vô đây rồi. Bây giờ chúng ta kéo cái này cho tới 50, tôi lấy ví dụ như vậy. Để chúng ta thấy số 50 nè. Rồi tôi cho nó là ba quay một vòng là 360 360. Rồi chúng ta insert keyframe vô. Như vậy là chúng ta có một cái vòng xoay. Vòng xoay 360 từ đây tới đây ha. Bây giờ từ cho tới 50 này, cho tới 250 này nè, nó sẽ đứng yên. Bây giờ tôi muốn cái động tác xoay đó nó sẽ kéo dài và nó lặp lại cho tới 250 luôn. Thì chúng ta làm như thế này. Chúng ta vào cái Wrap Editor. Chúng ta sẽ thấy cái đồ thị của cái trục y nè. Như vậy thì nếu mà trường hợp mà nó xoay như vậy, trường hợp mà nó xoay như thế này ha. Ở đây chúng ta coi. Nếu mà nó xoay như thế này thì chúng ta sẽ thấy nó chậm dần đều và nó nhanh dần đều. Ở đây nó có hai cái tiếp tuyến ha, ngay cái tiếp tuyến đây nè, tiếp tuyến. Rồi dưới này chúng ta cũng có cái tiếp tuyến dưới này nữa. Rồi vì vậy để cho nó không có quay một vòng cái nó chậm dần rồi cái nó giật lên nó quay một vòng cái nó chậm dần, thì chúng ta cho nó cái này cho nó thành là cho nó không có cái tiếp tuyến ha. Ở đây chúng ta bấm phím phải nè, chọn bên này, chúng ta bấm phím phải rồi chúng ta chọn cái Interpolation, Interpolation Mode ha. Chúng ta chọn cái này nè. Rồi như vậy thì đây chúng ta sẽ thấy không có tiếp tuyến. Chúng ta xử lý nó với trên góc này nữa. Ở đây. Ở đây chúng ta bấm lên nè. Rồi như vậy chúng ta không có tiếp tuyến ha. Rồi như vậy từ từ đây tới đây nó sẽ có một cái vận tốc quay đều. Nhưng mà tới đây thì nó sẽ không quay nữa. Rồi từ đây là chúng ta có 50 nè, tới đây là 250 nè. Rồi để cho nó quay nó tiếp tục nó lặp liên tục á thì chúng ta chọn cái trục quay nè, cái y nè, chúng ta chọn cái modify bên đây, chúng ta ở đây chúng ta chọn cái circle. Rồi như vậy thì nó sẽ tự động nó lặp lại cho tới hết luôn nè. Nếu mà chúng ta kéo dài cái timeline nữa thì nó cũng sẽ lặp lại như thế luôn. Ví dụ chúng ta ở đây tôi chuyển về cái timeline. Rồi, như vậy từ đây chúng ta nhấn enter và chúng ta nhấn số 3. Rồi qua đây nó sẽ lặp tiếp cho tới 250 luôn. Rồi, đó là cái chuyển động lặp đi lặp lại cho suốt cái quá tiến trình trong Blender. Chuyển động xoay.